Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến buổi live stream của nha. Hôm nay giờ tiếp là 35 cây máy rồi, đó giá từ hơn 2 triệu nha, rất là nhiều máy rồi. Em sẽ review và báo giá chi tiết cho mọi người xem nha. Đầu tiên sẽ là Samsung S10 5G. Hôm nay sẽ bán giá là 5 triệu 700 ngàn rồi, Samsung S10 5G hôm nay xuống giá còn 5 triệu 7 hết nha. Đó, hôm nay em về lỗ mới rồi. Đó, Samsung S10 5M, RAM 8 mà nhớ là 26GB, màn hình là 6.7 inch nha mọi người. Đó, Samsung S10 5G nha, máy màn đẹp không ám mối gì hết nha mọi người. Máy là full chức năng, đây ngoại hình của nó đây. Còn khá là đẹp nha mọi người. Hình còn rất là đẹp nha. S10 5G em có 3 màu. Đây là màu đá sắt nè, màu đen và màu vàng nha mọi người. 3 màu nha. Màu đá sắt, màu đen và màu vàng nha. Samsung S10 5G. Đó, con này là bán hàng RAM 8 mà nhớ là 26GB. Màn hình độ phân giải là 2 cộng, kích thước màn hình là 6.7 inch nha mọi người. Đó, pin là 4.500 nha, pin của nó là 4.500 mọi người. Đây, RAM 8 mà nhớ 26GB nha. Con này có vân tay nằm trong màn hình rồi. Đây là camera của nó nha. Nói chung là máy full chức năng không lỗi hết mọi người. Màn hình khoảng 98 nha. Đó, 98% nhưng mà còn khá là ok luôn rồi. Đây camera selfie nha, sẽ có hai camera kép nha mọi người. Đó, con này màu đá sắt nha mọi người. Nó màu đá sắt nha. 5 triệu 700.000 Samsung S10 5G 5 triệu 700.000 rồi. Bên em bán thì có hỗ trợ trả góp không cần tiền trước nha, chỉ cần chứng minh nhân dân bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân nhập khẩu cho 18 tuổi 06 rồi. Đó, và ship code toàn quốc nha. Cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán rồi. S10 5G màu đen nè rồi. Đó 5 triệu 7 nha. Bên đây màu vàng rồi. 5 triệu 700.000 Samsung S10 5G 5 triệu 700.000 rồi. Đó màu vàng nè rồi. Đó, màu vàng nha. Đó còn khá là ok luôn, 8 26GB. Samsung S10 5G 5 triệu 700.000. Đây, này 4 cam sau và 2 cam trước rồi. 5 triệu 700.000 nha. Đó, bên em không có làm hồ sơ trả góp online nha mọi người. Góp phải đến trực tiếp cửa hàng mới được nha. Ok. Tiếp theo là Samsung Galaxy Z Fold. Z Fold rồi. Đây, Z Fold thì hôm nay về một cây màu đen, một cây đa sắc. Này, Z Fold mà 14 triệu 800 người. Đó, Z Fold nha. 14 triệu 800, con này màn hình gập rồi. Đó màn hình gập nha. RAM 12, bộ nhớ là 512GB. Con này 3 cam sao. Đó. 3 cam sao rồi. Đây cam trước nè. Đó, tiếp theo là cam chính rồi. Góc rộng nè. X1, X2 nè, 14 triệu 8 nha, chiếc Snapdragon 855 rồi, con chiếc Snapdragon 855 nha, đó, đó chiếc Snapdragon 855, máy khá là ok luôn, 14 triệu 8 rồi, đó, 14 triệu 8 nha, ok, à con này nè, hôm nay giá con này ok, cực là ok rồi, đây, Samsung M52 5G, con này em bán bao giá luôn, Samsung M52 5G nha mọi, chiếc Snapdragon là 778 nha, con chiếc khá là mới luôn rồi, giá em bán là 6 triệu 800 ngàn thôi. M52 5G rồi, con này phiên bản 5G nha. Bản 5G là cấu hình mạnh rồi. Đó, pin của nó là 5000. Hiện tại là chạy em cho 11 rồi. Hiện tại chạy anh cho 11 nha. RAM của nó sẽ là RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Màn hình có từng số quét là 120Hz rồi. Đó, từng số quét màn hình 120Hz nha. Con này máy mới là khoảng 9 triệu mấy. Con này sẽ bán giá là 6 triệu 8 thôi. Nói chung là không khác gì mới luôn rồi. Con này không khác gì mới luôn nha. Đó. 6 triệu 800.000đ. M52 5G rồi, phiên bản 5G nha. Đó, phiên bản 5G rồi. Máy khá là mỏng nhẹ luôn. M52 5G. Ok, tiếp sẽ là Samsung Galaxy Z Flip mọi người. Là Z Flip nha. Mọi người đang xem live mọi người cho một chấm một lượt chia sẻ rồi. Đó, nó có lên mẫu mới nha mọi người. Samsung Galaxy Z Flip. Đây. Còn là bản chính hãng nha mọi người. Đó, Z Flip bản chính hãng nha. Đó, Z Flip bản chính hãng rồi. Đây, bản hai sim chính hãng nha, một eSIM một sim nhật lý. Còn sẽ là RAM 8, một nhớ là 26GB chạy chip Snapdragon 855 rồi. Đó. Còn là màn hình gập nha. Đó, như là cái hỏi so hợp phấn nha mọi người. Đó. Sẽ có một cái màn hình nhỏ. Đó, một cái màn hình nhỏ nha mọi người. Mọi người có thể chụp hình được nè. Không, đó mọi người có thể quay phim chụp hình được nè. Một cái màn hình khoảng 1 inch không người. Đó, có thể quay phim chụp hình được nha. Rất là ok luôn. 11 triệu 3 người, máy là có hộp đầy đủ nha. Còn hộp luôn nha mọi người. 11 triệu 300 ngàn. Đó, 11 triệu 300 ngàn người. Ok. Tiếp theo sẽ là con này Oppo mọi người. Oppo này cũng rẻ tiền là 2 triệu mấy thôi. Con này cũng khá là ok mọi người. Đây, Oppo A12 RAM 4 64GB. Máy là full box mọi người, 2.6 triệu nha. 2.6 triệu người, 2.600.000 nha. Đó, 2.600.000 người. Ok. Tiếp theo sẽ là Poco X3 bao gồm. X3 bao gồm màu gold mọi người. X3 bao gồm màu gold. Con chiếc Snapdragon là 860, RAM 6 128GB, màn hình 120Hz người. Con này chơi game khá là ok luôn. Pin con này khá là trâu người. 5.150 nha. 5.150 người. Đó, 5.150. Mọi người lưu ý là bên em chỉ dịch một số tài khoản ngân hàng là hàng Úc Minh nha mọi người. Một số tài khoản khác là lừa đảo nha. Đó. Mọi người số tài khoản khác là lừa đảo người. Tiếp là Redmi Note 10 bao gồm. Đó Redmi Note 10 bao gồm mọi người. À, con này để chỉnh màn hình sáng lên xíu mọi người. Đây. Redmi Note 10 bao gồm nha. Đó. Con là máy full box mọi người, màu xanh. Còn khá là mới luôn. 128 128GB mọi người. Redmi Note 10 bao gồm. 5.950. 5.950 mọi người. Redmi Note 10 bao gồm 5.950 nha, máy full box. Tiếp sẽ là Samsung Note 10 Plus iPhone 8 Plus mọi người. Em nói nhầm, cái là iPhone 8 Plus 64GB. Con này đã hay pin rồi mọi người. Là mã Mỹ nha, màu đen, đã hai pin rồi nha mọi người. Pin 100%, đã hai pin rồi nha.
6,5 triệu rồi. Tiếp theo là ghép Mi Note 10 5G. Ghép Mi Note 10 5G nha mọi người. Này. Ghép Mi Note 10 5G. Còn là sẽ là GAM 8 nha. Bộ nhớ là 128GB. Đó. 4,850. 4,850 mọi người. Đó, con này sẽ bán giá là 4,850 nha. Tiếp theo là K30, K40 chứ mọi người. Ghép Mi K40. Này. Ghép Mi K40 đã chạy gom tiếng Việt rồi. Con này là phiên bản GAM 8. Bộ nhớ là 128GB, màn hình 120Hz nha. Và chạy con kia là chiếc Snapdragon 870 người. Đó, màn hình là OLED 6,67 inch nha. Đó, máy là còn khá ok luôn. Ghép Mi K40 GAM 8 6,850 người. Ghép Mi K40 6,850 nha. Đó. Ghép Mi K40 6,850 người. Mọi người đang xem live mọi người cho 100 nha mọi người. Bên em bán góp phải đến trực tiếp cửa hàng nha mọi người. Đó. Samsung A72 pin là 5000. Pin 5000 người. Nó sẽ là GAM 8, bộ nhớ là 26GB, màn hình 120Hz nha. Máy đẹp 99 nha mọi người. Đó, giá bán là 7,8 rồi. 7,8 nha mọi người. Là 7,8. Và Samsung A71 21 GB 128GB mọi người. Samsung A71 nha. GB 128GB 5,4 triệu. Bản 2 SIM chính hãng. Này A31 rồi, 3,990. A31 GB 128GB. Đó. Redmi này là Poco F11 cho mọi người. Oppo F11. Oppo F1 GAM 6 bộ nhớ là 64GB mọi người. À một chiếc 128GB chứ. GAM 6 128GB mọi người. Đó. Giá là 2,990 mọi người. Tiếp theo sẽ là Samsung Note 10 bản Nhật. GAM 8 bộ nhớ 128GB, chạy chiếc Snapdragon 855 rồi. Đó, chiếc Snapdragon 855. Còn sẽ bán giá là 5,5 triệu nha. 5,5 triệu mọi người. Còn đây là iPhone 11 hôm nay giờ được thêm một số máy rồi. iPhone 1 nè. Màu xanh min rồi, còn khá là đẹp luôn nha. Đây màu xanh min rồi, nó còn khá là đẹp luôn. iPhone 1 giá là 1,5 triệu, nó màu xanh min nha mọi người. Con này chắc ngoại hình khoảng 98 nha. Đó, pin thì con này là pin 92 nha mọi người. Con này còn pin 92 nha. Đây pin 92 mọi người. Đó pin 92 nè. Còn màu trắng là pin 94 mọi người. Đó màu trắng là pin 94 10,9. Đây pin 94 nha mọi người. Con này là 128GB là 12,100 nha mọi người. Pin 90. Con 128GB màu xanh min nha mọi người. Đang bán góp thì hỗ trợ cho góp không cần tiền trước nha. Mấy dòng cao này. Đó con này hệ pin em chưa gây quên nè. Con pin 82 rồi. Con cuối cùng là pin 82. Đó bên em có sao báo vậy mọi người. Cam kết là quốc tế 100% nha. Con này là LG V50. Nó bán là 3,390 rồi. 3,390 chip Snapdragon 855 rồi. GAM 6 128GB nha. Đó GAM 6 128GB rồi. LG V50. Có nào hỗ trợ 5G luôn rồi. Tiếp theo là LG VPS mọi người. Con này bán giá là 4,7 triệu thôi. Con này 4,7 triệu rồi. Đó con này thì ngoại hình chắc khoảng 98 mọi người, 98 thôi nha. Màu đen. 4,7 triệu rồi. LG VPS 4,7 triệu nha. Đó. LG VPS con này sẽ là GAM 8, màu nhớ là 128GB. Màn hình là 6,7 inch nha mọi người. 6,8 inch luôn chứ người. Đó màn hình con này là màn hình cong nha. Màn hình cong rồi. Con sẽ bán giá là 4,7 triệu. 4,7 triệu rồi. À, anh hu giá máy tính theo giá hiện tại nha mọi người. Bên em sẽ trừ phí 15% theo giá hiện tại thôi nha. Bạn Dương Mai ơi, em dán là bán trừ phí giá hiện tại nha mọi người. Đó, anh sẽ cập nhật giá mỗi ngày. Tiếp theo sẽ là iPhone XG 64GB. Con này mã hàng Mỹ nha mọi người, con này mã Mỹ nha. Con này pin 96 người, con này sáng mà hầu của khách nè. Khách đổi của con S21 Ultra. Giá bán là 7,6 triệu nha. Con này 7,6 triệu người. 7,6 triệu nha. Còn này iPhone XG. Giá hôm nay con này pin 90 người, cũng là 7,6 triệu luôn. Đó. Em có được 4 con, hôm nay được 4 con iPhone XG 7,6 triệu rồi. 7,6 triệu nha. Sẽ là ớt mùa lút. Ớt lút thì máy đẹp 9,8,9 triệu rồi. Nói chung ớt mùa lút bản Mỹ. Em còn được mấy cây thôi. Bản Mỹ chiếc Snapdragon 855. Samsung ớt mùa lút bản Mỹ nha mọi người. 128GB chiếc Snapdragon 855 nha. Là sẽ bán giá là 5,990. 5,990 rồi. Ok. Tiếp sẽ là báo giá những dòng máy đang còn rồi. Đây. Đầu tiên sẽ là iPhone 12. 128GB là 16,500, 256GB là 17,300 rồi. iPhone 12 bao gồm 256GB pin 90, 20,300 rồi. Đó. Màn đắt lắm hả ta? Sao kỳ ta? iPhone XS 64GB 8,2 rồi, 8,2 nha. Màn đắt lắm hả chà. Sony Xperia 1 rồi, con này màn 4K nha, con này đang xả rồi. 3,850 rồi.
Đó. Gam 4, gam 6 6 4G chiếc hình 855 rồi. Đó. Sony Xperia 1 nha. Màn 4K 3.850. Samsung S20 FE bản Mỹ chip 865 8.1 rồi. 8.1 nha. Còn là Mi Mix 2 S 3.5 845 rồi. Chip hình 865. Rồi ghép Mi Note 10 Pro không có hộp rồi, 5.8. Còn là Poco X3 là BS. Giá là 4.3. X3 Go RAM 8 256GB rồi. 5.3 nha, RAM 8 256GB. SUV đang hết hàng rồi. iPhone 1 Pro 13.500 rồi. Đó có mấy con pin khá là cao luôn rồi. Pin 94 luôn nè. 13.500 nha, iPhone 1 Pro 64GB. 26GB hết hàng à. Sáng giờ bán 26GB rất là nhiều rồi. Mọi người lưu ý là bên em chỉ một số tài khoản ngân hàng là Hảo Quân không rồi. Là K20. Giá bán là 3.7. Samsung A11 2.2. Mấy con này báo giá lại rồi. iPhone Xmax 10.8 nha. Con này pin 94 rồi, 10.8 pin 94. Asus Phone 2 6.5. Chip Snapdragon 855 rồi, 855 plus RAM 8 128GB. Asus Phone 2 6.5 nha. Samsung S20 Ultra 11.500 rồi, S20 Ultra 11.500. Là Oppo Reno 2 4.8. Là Samsung Note 20 5G 11.8 rồi, chip 865 nha. Là ghép Honor 9G 28.9 rồi. Vivo F1 Pro 3.1 nha. iPhone 7, iPhone X chứ rồi. Giá là 7.2. Sony XZ3 còn sẽ bán giá là 2.8. Còn là LG V50S 3.7 nha. LG V50S 3.7 RAM 8 256GB chip 855. Samsung A02s 2.8 rồi. Ở trên nút gam 6 256GB 4.5. Đó trên nút bản Mỹ nha người, máy đập ke nha, 4.6. Còn ở trên nút bản Nhật là 3.950. Bản Nhật chip 845. LG G8 là LG G8 3.550, máy đẹp 99. LG V bẹt bị lưu ảnh hay sao 4.7 không, con đó em nhập rẻ bán rẻ thôi. Thì con đó khoảng 97 thôi, còn máy đẹp 99 này cũng có nè. Đẹp 99 thì còn một con màu trắng. Đó, đẹp 99 là 4.9 nè. Đó, 4.9 nha. Thì nói chung tình trạng ha, mỗi hai tình trạng mọi người. Mi 8 3.5. Thì mấy cái này báo giá lợi thôi nha. Đây là Oppo A93 4.5 50. Con này thì mới thấy cộng rồi bán gọi mọi người. Poco X, Poco F2 Pro. 58 26GB. 6.1 50. Đây là Redmi Note 8 2.6. Đây là Realme 7G 5.7 50. Samsung Note 10 Lite 5.9 rồi. Note 10 Lite 8 256GB. Samsung Watch G2 2.350, chip 845. Oppo A54 3.6. Samsung Note 10 Plus mọi người. Note 10 Plus nha. 7.8 rồi. Samsung Note 10 Plus 7.8 nha mọi người. 7.8. Đây là Note 10 5G. Giá là 6.2, Note 10 5G 6.2. Đó. Tiếp theo là Oppo Reno 10 X Zoom 5.8. Oppo A54 3.4 mọi người. Đó là Realme. Realme C21i mọi người 2.350. S20 Plus giá bán là 8.8 mọi người. Up 10 bán hàng 5.4 mọi người. Con này 2 sim nha. Này có thể nâng cấp lên 2 sim mọi người. Con này thì có thể nâng cấp lên 2 sim hết nha. Có bản Nhật thì không được nâng cấp 2 sim mọi người, 5.4 nha. Note 8 thì là 4.3. Pixel 3 thì 2.5 50 chip 845. Oppo Reno 4 4.6. Là M51 mọi người. 5.8 nha. M51 5.8. Up 10 5G bản 512GB 6.5. Samsung A72 7.8 7.8 đúng rồi. Oppo Reno 5 6.4 5G. Samsung A32 4.3. Đây là cái này báo gọi.
Pixel 3SL 2.950. Samsung X9 mọi người. X9 là 3.490. Samsung Note 8 là 5.4, bản Mỹ là 5.6. Oppo G5 5.5 nha. Oppo Reno 3 là 3.950. Mi 10T Go 8/26GB 7.8. iPhone 12 mini 11.400. A32 Fullbox 4.8 rồi. Redmi 10X rồi. Làm cho báo giá. À đây, 2.6. Redmi 10X 2.6 rồi. A72 cũng có một con nữa nè. A72 còn nhiều. Redmi Note 8 Pro. Này 3.2 chúng ta. 3.3 chứ mọi người. 3.3 nha. Oppo Reno 10 SIM 7.3. Oppo A92 4.250. Giá clip 3 mọi người. 256GB 18.9. Samsung A80 4.950. iPhone 12 Pro Max này 25.500. Có thêm một con trai 17.8 rồi. Oppo Reno 2 5.5 nha. Rồi Realme X 5.7 a 3.750. X3 còn cây nạp 3 a 4.3. Samsung Note 20 bản 2 sim 1.300. Thì hôm nay bên em có nhiêu đây không người? Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của nha mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye. Hẹn mọi người clip vào ngày mai mọi người. Bye bye.